Bạn muốn kinh doanh váy đầm thời trang? Bạn đang tìm nguồn hàng uy tín, chất lượng, giá xỉ hợp lý. Hãy đến ngay shop khởi nghiệp, xưởng may bỏ xỉ váy đầm, quần áo nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Trên 3.000 khách buôn xỉ hài lòng. Vui lòng truy cập website shopkhởi nghiệp.com hoặc liên hệ hotline 097 220 9844 để xem mẫu mới cập nhật mỗi ngày. Chị nắm hiệu quả sau 7 ngày chỉ với một nắm rau sau vườn. Không cần tốn quá nhiều chi phí để cải thiện làn da nám sạm, chỉ với nắm rau tự trồng sau vườn cùng với sự kiên trì thực hiện, sau một tuần bạn sẽ bất ngờ với làn da sạch nám của mình. Cùng tham khảo. 1. Rau cải xong. Chuẩn bị 20g cải xong, 1 thìa cà phê mật ong. Cách thực hiện, lấy cải xong tươi, rửa sạch để ráo nước, giã nhỏ và trộn với 1 thìa cà phê mật ong. Cho hỗn hợp thu được, kể cả phần nước và cái vào miếng vải mềm. Sử dụng túm vải vừa làm, chà đều lên vùng da bị nám và tàn nhang cho tới khi hỗn hợp trong túm vải khô đi, thì rửa sạch mặt với nước. Chất chống oxy hóa trong cải xong sẽ làm giảm viêm và giảm kích thước lỗ chân lông, còn sắt thì cung cấp các yếu tố cần thiết làm mờ các vết thâm nám giúp da trắng sáng hơn. Bạn nên kiên trì dùng đều đặn mỗi ngày, trong một thời gian sẽ giúp làm mờ đáng kể các vết tàn nhang và thâm nám trên da mặt. Lưu ý, miếng vải dùng để bọc cải và mật ong cần phải mềm và sạch, tốt nhất bạn nên giặt sạch miếng vải và ngâm trong nước ấm vài phút để tiệt trùng. 2. Rau ngót. Chuẩn bị, 1 nắm rau ngót, 1 củ gừng. Cách thực hiện, rửa sạch rau ngót, cho vào máy xay sinh tố, hoặc giã chất để lấy nước cốt. Sử dụng nước cốt này để uống hàng ngày để trị nám, hoặc không bạn có thể trộn nước cốt với nước ép gừng sau đó, thoa hỗn hợp này lên vùng da bị nám và tàn nhang, thư giãn 15 phút sau đó rửa sạch với nước. Thực hiện đều đặn cho đến khi các đốm nám, tàn nhang mờ đi là được. Rau ngót vừa bổ dưỡng, vừa giàu vitamin A, C giúp trị nám, tàn nhang hiệu quả. Ngoài những cách trên, bạn có thể dùng rau ngót nấu canh sẽ không chỉ giúp trị nám, mà còn mang đến cho bạn làn da hồng hào. Lưu ý, không nên thêm đường vào nước cốt rau ngót khi uống vì dễ phản tác dụng. Ngoài ra, bạn cần thoa kem chống nắng mỗi khi ra đường để bảo vệ tốt nhất cho làn da. 3. Rau mùi. Chuẩn bị, vài nhánh rau mùi, 2 thìa nước cốt chanh. Cách làm, rửa sạch rau mùi, bỏ phần chân rau, thái nhỏ rồi ngâm vào nước nóng khoảng 5 phút. Lấy nước ngâm rau mùi thu được rửa mặt. Thực hiện hàng ngày cho đến khi vết nám mờ đi là được. Để tăng hiệu quả, bạn có thể dùng hỗn hợp nước rau mùi và nước cốt chanh thoa lên vùng da bị nám và tàn nhang. Ngoài ra, bạn có thể sắc hạt mùi lấy nước để rửa mặt mỗi ngày, cũng giúp làm mờ các vết nám xấu xí trên mặt. Sở dĩ rau mùi giúp trị nám và tàn nhang nhờ trong thành phần có chứa tinh dầu, phthalate, lipid, vitamin và khoáng tố vi lượng, chất xơ và đường. Kiên trì thực hiện một lần mỗi ngày để mang đến hiệu quả trị nám tối ưu. Lưu ý, rau mùi có tính cay nên chú ý không để nước rau tiếp xúc với mắt. Bên cạnh đó, khả năng tẩy tế bào chết của rau mùi rất cao, nên bạn cần chống nắng mỗi khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Tuy các cách trị nám ở trên không mang đến hiệu quả trị nám tận gốc, nhưng với nám thể nhẹ hay những đốm tàn nhang li ti mặt, kiên trì thực hiện các cách trị nám trên liên tục, trong một tuần bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt.